Thưa quý vị, nhằm phát huy vai trò của các tầng lớp phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, thời gian qua nhiều phong trào mô hình hay của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã tạo được nhiều dấu ấn tích cực, góp phần chung tay xây dựng môi trường xanh sạch đẹp tại cộng đồng dân cư với những chương trình đầy sáng tạo như đổi rác lấy cây xanh, thu rác thải nhựa lấy đồ gia dụng đã lan tỏa ý thức phòng chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường sống. Tham gia hưởng ứng hoạt động đổi rác tái chế, lấy cây xanh, chị em phụ nữ đã mang đến ngày hội các loại vỏ chai nhựa, lon bia, nước ngọt, giấy vụn đã qua sử dụng để đổi những phần quà xinh xắn như chậu cây, túi cói, nón lá, hộp thủy tinh. Không quy định số lượng, tuổi tác, tất cả chị em đều hào hứng tham gia. Những món quà tuy nhỏ nhưng lại trở thành động lực để nhắc nhớ mỗi chi hội và cá nhân hội viên tích cực hơn nữa trong công tác thu gom, phân loại rác thải nhựa ra môi trường. Chẳng hạn như lon bia và chai nhựa và những giấy có thể là tái chế được mà mình đổi lấy những sản phẩm thân thiện môi trường. Cái chương trình này rất là ý nghĩa và có những cô chú như này là môi trường mới sạch sẽ được. Đưa phế liệu đến hành trình sống xanh đã thắp lên những tư duy mới, hình thành nếp nghĩ, nếp sống và chuyển hóa thành những hành động bảo vệ môi trường một cách thiết thực nhất của chị em phụ nữ. Không dừng lại ở phong trào, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố còn tổ chức các hoạt động thiết thực như đối thoại với phụ nữ nhặt ve chai, qua đó nắm thêm nhu cầu hỗ trợ cho chị em có thêm nhiều điều kiện hơn, góp phần thiết thực tốt hơn công tác bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải ra môi trường. Khi mà làm triển khai này rất là nhiều ở cơ sở, thì em có một cái thùng thu gom hàng như vậy để mà khi thu gom lại thì có thể là bán để lấy cái tiền từ cái tiền bán nguồn thu tiền thu gom phế thải như vậy, thì chị em sẽ có những hoạt động giúp đỡ hoặc là chung tay với lại địa phương chăm lo các hoạt động an sinh xã hội. Lối sống xanh đã và đang tạo ra sức lan tỏa lớn tới các tầng lớp chị em phụ nữ và cộng đồng xã hội, góp phần nhân lên những nét đẹp văn hóa, hình ảnh, những nếp nghĩ, nếp sống thân thiện với môi trường.